đọc không kịp thiệt luôn á. Như mấy comment nào mà nhờ đòi nợ đó, nó đập vô trong mắt tôi như một nghĩa vụ, một trách nhiệm của tôi vậy. Sao ra hả? Mười sáu dần hay rút. Hết Tết rồi em ơi. Cái gì đây? Tâm ơi, trả bạn 12 ngàn nha em. Không trả bị làm tròn thành 15 ngàn đó em à. Ở đây. Bữa gặp chị ở Ngũ Hành Sơn, eo giọng ở ngoài đúng kiểu của ta. Giọng tôi cả thơ mà. Ngũ Hành Sơn là ở đâu nhỉ? Học pháp luật đại cương hả em? Cố lên em à. Cũng không khó lắm đâu. Như học lịch sử địa lý thôi. Oh my god. Lại là nhôm hóa trị mấy nữa. ALCL3. ALCL3 đúng không mọi người? Chị kêu Groot đồng ý. Chị cứ chưa kịp kêu Groot đồng ý lời tỏ tình của em thì cái comment của em đã bay đâu rồi và chị không thấy được tên em. Chị còn nhớ con bé xin chụp ảnh với chị ở chùa không? Ồ, là em sao? Chưa nhận được mail để mai gặp chị nữa. Hay là do hết số lượng rồi ta? An ơi, trả tiền cho bạn nha em. Xưa chị thi khối D, mai chị đi học báo đó. Mai là tôi không có cư te vậy đâu mọi người ơi. Tôi sẽ điềm tĩnh, tôi sẽ làm cơn trầm tĩnh. Tại vì nó vậy. Cơn trầm tĩnh nha mọi người. Mọi người hãy đón chờ sự xuất hiện của Thanh Thủy vào ngày mai. Không phải là cư te giống vậy đâu nha. Không phải là tưng tưng giống vậy đâu. Em sẽ chờ xin vị trầm đến mức nào. Nói nghe lén ngang. Chị có tập gym nha. Hồi xưa chị đi đâu? Tập gym ở Đà Nẵng. Nhưng mà tập tầm 1-2 tháng xong chị biết được một số kiến thức á, ăn uống với lại tập luyện á, nên bây giờ chị tự tập rồi. Tập, tôi có đồ tập nữa. Đây. Combo bất diệt. Đây là đồ tập gym của tôi. Đồ mặt tập thì không nói ở nha đây. Sợi dây băng bất diệt. Nếu mà ai mà làm thí sinh chung lần với tôi cuộc thi Hoa hậu Việt Nam 2022 thì vào phòng gym sẽ thấy tôi xuất hiện cùng cái dây này. Và chỉ có mình tôi dùng cái dây này thôi, nên các bạn mượn rất nhiều. Và đây là cái dây băng mà đồng hành với tôi trong 2 tháng tập gym Trong cuộc thi. Cái hồi đó là gì ba? Tôi phải mở ra đã. Oh my god, 2k người xem sao? Từ từ nha mọi người, tôi chưa đọc comment kịp. Trời ơi, Thư ơi, nợ bạn 100k chưa trả em ơi. Chị Thủy bơ em, chị đâu có bơ em đâu. Comment chạy nhanh quá chị đọc không kịp. Chúc mừng sinh nhật bạn Nga nha.
mới gặp Linh Trịnh lúc nãy, đi thử đồ, đi fitting đồ để mai dẫn mọi người. Tóc chị kiểu gì hả? Chị uống thôi, uống xong rồi buổi sáng á, uống từ buổi sáng á, xong tới giờ nó nhả ra như vậy đó, không có vô nếp mà nó bay bay hay hay bay bay hay hay. Bà ngồi like cái tắt like hết nguyên hộp, chị cũng nghi lắm. Mình đã quyết tâm giảm cân với Linh Trịnh rồi cơ mà. Chị đã vô lại Sài Gòn rồi nha, chị không còn ở Đà Nẵng nữa. Chúc mừng sinh nhật Hoài Thương nha. Chiều cao và cân nặng hả? Thì cũng lên xương xưa 2kg rồi. Thì lúc mà còn đi thi á là 1m75, cân nặng 56kg. Thì bây giờ thì mọi người biết đó. Mình không muốn nói gì thêm. Lên 2kg thôi. Nhưng mà nếu ăn không ăn no, bụng rỗng thì cân còn có 57 thôi mọi người. 57kg, 1m75. Cũng được mà ha. Nói tâm đừng nhắn tin cho em nữa, em còn bận học. Trời, thực sự đọc comment không kịp mọi người ơi. Ủa, Ngọc Hằng đang like phải mọi người. Trân ơi, trả bạn 10.000 nha em. Đức Minh ơi, nhắn tin cho bạn nha em. Bạn tên N nha. Dương ơi, đừng bắn Di Thun vào tay bạn nữa nha em. Em 1m75, 55kg. Em là gái hay trai vậy? Nếu em là gái thì đẹp đó. Nếu là trai thì hơi gầy nha. Comment, mấy cái comment em nó trôi hết đi đâu. Ôi, tôi đau đầu mọi người, tôi chóng mặt. Tôi đọc comment tôi chóng mặt mọi người ơi. Nguyên Thư ơi, trả bạn cũng vệ sinh nha em. Không khéo bạn bị khống chế sinh đó em ơi. Nhớ Linh Top không? Mai gặp Linh Top. Chia sẻ cách skincare. À, mới đây tôi mới vừa được khai sáng. Gọi là trước đây tôi không dùng máy gì ta, máy có bốn chức năng á, làm sạch da rồi đưa dưỡng chất vào sâu bên trong các kiểu, nói chung là có bốn chức năng đó. Lúc đó tôi chưa biết tới máy đó, mà riêng về cái làm sạch da thôi là cái máy đó đã quá là ok rồi. Trước đây á, tôi cứ nhưng mà mình không có chú trọng tới cái bước làm sạch da lắm. Không rồi, lỗ chân lông tôi bị to mà da dầu nữa thì nó sẽ rất là te tua. Nhưng mà tôi mới vừa mua thử ở trong mấy cái chỗ, mấy cái store mỹ phẩm thôi, bình thường hỏi là sẽ có đó. Tôi về tôi dùng thử, tôi làm sạch da bằng cái máy đó, tôi thấy rất là ok. Bây giờ lỗ chân lông tôi đã nhỏ hơn trộm vía. Spa hả? Có nè. Đôi khi chị mọc mụn, người nóng sẽ mọc mụn nha, và đi spa chứ không có dám tự nặng nơi. Học sinh giỏi văn điểm cao hả? Đối với nghị luận xã hội thì em phải nắm cái sườn bài, nắm cái gọi là hình như là có 5 bước, thì phải lúc trước chị học là có 5 bước để làm nghị luận xã hội. Rồi
Về luận văn học á thì đừng có học thuộc, không học thuộc cái cách diễn giải mà chỉ nhớ ý, nhớ ý cho gọi là cho sát với cái param nhất có thể, sát với những cái ý mà mình được học á. Xong rồi mình bám vào cái ý đó, lúc phân tích á, thì mình có thể bay bổng thêm thắt vào cái cách diễn đạt của mình, nhưng mà bám vào những cái ý mà mình đã học thì lúc nó sẽ chuẩn với cái param chấm điểm người khác hơn, của ban giám khảo hơn. Ở hồi xưa chị học là như vậy. Mặc dù hồi xưa chị cũng có học thuộc, tại vì cái cách diễn đạt của mình mà mình thiếu ngôn từ á thì mình sẽ không diễn đạt được tốt, cho nên mình chỉ học thuộc mấy cái đoạn phân tích mà chị thấy hay với tâm đắc á, thì tìm thấy ở đâu thì mình ghi nhớ ở đó thôi. Nhưng mà khi mình biết vận dụng mà liên kết các câu với nhau á thì mình đưa những cái đoạn mà mình, nói chung là cái cách làm bài của chị lúc đó là như vậy. Trời ơi, nói văn xong hồi cái tục người xem là sao. Quỳnh Như ơi bớt báo lại nha bạn, Quỳnh Như ơi bớt báo lại nha em. Thùy Linh bảo là 8:30 sẽ có mặt tại phòng Thanh Thủy, nhưng chưa thấy. Làm miếng cái ngầu ngầu hả? Thực sự là không đọc được kịp cái comment luôn á mọi người. Mai ô Minh Há giùm em 10 cái nha chị. Mai mình rất là cơ hội ôm á, là không dừng lại ở cái thứ 10 đâu. Tôi tuyên bố với em một điều là như vậy nha, chỉ cần sơ hở thôi là không dừng lại ở cái thứ 10 đâu ạ. Hồi xưa chị uống sữa nhiều, bạn chị bắt chị uống, nên là ngày sương sương ba hộp sữa. Rồi cấp 2 là cái giai đoạn mà con gái nó phát triển chiều cao nhanh nhất, là mẹ chị cho đi bơi là nó sẽ nhanh cao. Chị ăn không sợ mập ạ? Chị sợ chứ, sợ nhưng mà vẫn ăn. Chào An, An khỏe không? An ít lại nhé. An có điểm dừng mà mọi người, đâu phải cứ ăn là gọi là ăn tràn gian đại hải, ăn hết cái này tới cái kia mà không có điểm dừng đó, đúng không? Đây, hết hũ này là dừng. Rõ ràng quá, điểm dừng quá rõ ràng, rất là kiên quyết, gọi là quyết đoán luôn á. Hết hũ này là dừng. Quyết đoán không? Đúng rồi, phải quyết đoán thôi. 16 dần hay rút. Thôi đừng chơi bài, nó học bài đi em ơi. Chị Thủy tên gì thế ạ? À? Chị Thủy tên Water. Chúc mừng sinh nhật Queen nha. Yeah.
bạn Phương Anh đừng yêu nữa nha. Ủa sao không cho người ta yêu? Xin lỗi, hôm nãy tôi ăn nói xà lơ. Cả phòng cái mụn giữa trán, đúng rồi. Đừng quan tâm tới nó. Trên mặt chị có rất nhiều thứ để quan tâm ngoài cái mụn em nha. Chị có định thay đổi kiểu tóc không? Chị đang nuôi dài đó em à, cho dễ tạo kiểu. Và mình sẽ hơn có nhiều đồ hơn và nuôi ra cho nó khỏe hơn. Giọng này kể chuyện hài đi chị ơi, hợp lắm. Đâu em, chị cảm thấy chị là một người trầm tính, điềm tĩnh, không có gọi là hài hước, không quá hài hước thiệt luôn á. Nói thiệt á chứ không phải là nói giỡn đâu nha. Chúc Quỳnh Châu đỗ nguyện vọng 1 nha. Nếu không đỗ nguyện vọng 1 được thì mình đỗ nguyện vọng 2 thôi. Bảo Hải đồng ý là không, chuyện tình cảm không ép buộc được em mà, chị đã nói rồi. Nãy giờ rất là trầm luôn. Nãy giờ gọi là chỉ có tâm sự mỏng thôi, tâm sự tuổi hồng đồ đó. Chứ đâu có làm gì đâu mà gọi là hài hước. Thảo Linh bức ăn nói xà lơ. Răng khi mô cũng thấy chị ăn rứa. Răng khi mua em cũng xem like chị lúc và chị ăn rứa. Quê chị ở Đà Nẵng. Đây bạn, mọi người đừng có để ý số mụn của túi mà. Là sao đấy? Tạo kiếm chụp màn hình à? Vương miệng của chị hả? Vương miệng của chị chữ Lý đang giữ. Hiểu tiếng Nghệ An không? Người Nghệ An ra Đà Nẵng học nhiều lắm. Ở vô Đà Nẵng học nhiều lắm. Nên là chị nghe tiếng Nghệ An chị cũng hiểu chứ. Nhưng mà không phải cái gì cũng hiểu. Hiểu được một ít thôi. Chị tập gym nha. Không ổn rồi, mình ăn nhiều quá rồi. Hơn 30 phút rồi lên dạo chưa đến. Thiệt luôn á. Sao đó? Không biết nó đợi mình ăn hết hũ này nó mới đến là gì á. Chị đâu biết á. Hút chị uống lại nó vậy thôi. Nó tự đổ xuống. Bồng bền rồi ha. Ớt mà không biết luôn. Chị em cắt bớt xàm lại đi chị. Ồ, em tin tưởng một người như chị có thể chỉ em cắt bớt xàm sao? Em đã tin sai người rồi. Ăn lá chanh trong hộp khô gà. Chúc các em đỗ nguyện vọng 1 nha.
đố chị tại sao em không thích Xi Nhan. Suy nghĩ coi. Chịu á. Không thích Xi Nhan. Tại Xi Nhan em bị hư rồi. Xin lỗi mọi người, như tôi nhai hơi to. Bơ tôi nãy giờ luôn á, không có. Không thấy cái bơ nào. Đúng rồi ha, ASMR. Người ơi, đây là kênh ASMR của Hoàng Thị Thanh Thủy. Ai trả lời giùm tôi cái câu tại sao không thích Xi Nhan coi. Khang và Avatar em xin đi tiếp. Ừ, Avatar em xin. Ăn ớt đi chị. Nè, không phải cứ muốn tôi ăn gì là tôi ăn được đâu nha. Nó chanh giòn lắm rồi. Nhét lông mày đi chị ơi. Chị học đại học ngoại ngữ chứ không phải Đông Á nha. Chị hiểu mà. Trời ơi, giãn ngơi vậy thôi. Anh thì thích qua đường, thì thích cua. Quá trời rồi. Trời ơi, làm vậy tôi không có top được. Bình luận muốn nát bàn phím mà chị không rát. Chị đang cứu vãn bàn phím em đó. Khi nào lên dạo đến? Tùy duyên. Hậu trễ 8 phút. Tác phong không chuyên nghiệp. Tôi không đánh giá cao tác phong của cô ấy. Chị bằng chị Hà nha. Bằng y nhau luôn. Tại sao giữa 8 tỷ người mà chị lại không thấy comment của em? Vì biển người mênh mông đó không khiến chị có thể định vị được em. Chung mọi miếng.
Linh chậm trễ. Chị thi đại học hả? Tổng 3 môn là 25,9. Thì phải, 25,9 đúng rồi. Nghĩ sao trời ơi, tôi chuyên văn má, mà tôi thi đại học toán cao điểm nhất. Wow. Trong khi tôi yếu môn toán. Nó là một sự diệu kỳ mà khi mà tôi nhớ lại lúc tôi thi đại học. Tôi đều nhớ lại cái đoạn đó. Học tài thi phận, đúng rồi. Chị tạo kiểu đi em edit cho. Tạo kiểu gì trời. Tóc ra tay đang dơ. Đang dơ. Không có làm duyên được. Lisa có để đầu này ngồi đúng mọi người. Cheat moment. Cùng thần tượng. Tay dơ, ý là tay dơ là dơ bên này. Là mình cầm cái hũ này bên này. Là mình bóc vào bên này. Mình bóc tay này để mình ăn. Còn múc tóc lên mình múc tay này. Ok. 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 Ồ, bà thi 9 điểm bằng nó, trời ơi, tại sao bà có thể theo dõi tôi sát sao đến như vậy? Nguyên một tràng ok luôn. Hay bắt bẻ quá à, đúng rồi. May hồn nãy tôi không có bóp tay kia. May á. Giống cô giáo mầm non. Không biết nha. Tôi không biết nữa. Cái mặt tôi nó vậy á. Nhiều người bảo là mặt tôi non hơn tuổi. Đó. Nhưng mà mình vậy rồi. Làm sao mình biết được. Đúng lứa tuổi của tôi mà. Nghiêm túc lúc cần nghiêm túc là được. Chị vào Sài Gòn rồi nha. Mỗi lần vô xem live thấy chồng ăn. Tại sao vợ không nấu cơm? Coi live mà nhiều nên meme của em cười sáng. Cười như người bình thường đi, đừng có cười sảng nữa. Mẹ chị bảo em là vợ chị đó. À. Ủa chưa ăn hết khô gà à? Sẽ hết. Nhưng không phải bây giờ. Comment muốn liền cơ. Comment muốn liền. Cái bàn phím luôn mà chị không thấy. Xin lỗi nha. Thấy rồi đó. Chị cung cự giải phải không? Đúng rồi, chị cung cự giải nè. Cung cự giải thần số học số 3. Thế chị có tăng cân không? Hỏi lần thôi nha. Tăng 2 cân. Đừng ai hỏi nữa nha.
Làm ơn người cảm ứng cho chia liệt bằng phím. Ê, ngay quá. Em cũng số 3 hả? Mọi người nói tôi cười xả là sao? Tôi cười có mục đích mà. Chị nặng nhiêu cân sao? Nó có khác gì cái câu là sau Tết chị mấy cân không? Không phải là câu hỏi đó, nhưng mà đừng có đụng vào nỗi đau đó, ok? Please. Đừng ăn khô gà nữa, vợ nấu cơm cho ăn. Ăn cơm mập lắm. Một chiếc câu hỏi nhạy cảm. Một chiếc câu hỏi có thể khiến tôi rơi vào trầm tư, khiến tôi suy nghĩ nhiều và không muốn trả lời nhiều. Cho nên làm ơn hãy tránh né cái điều tế nhị đó ra nhé. Mọi người thật sáng tạo. Oh my god. Thay vì hỏi là có tăng cân không, thì có người đã hỏi có sụt cân không. Không bằng cách này thì cũng bằng cách khác. Thật là bất hạnh. Tại sao lại sáng tạo dữ vậy trời? Tôi cười chảy nước mắt mọi người ơi. Ơi chảy nước mắt thiệt nha. Hỏi ngược đúng rồi. Hỏi ngược nhưng mà tác dụng như nhau thôi. Không phải tôi đang cười chảy nước mắt đâu, tôi đang khóc đó. Xuyên tiếp vẽ parabol không cần xài thước mà vẫn đẹp. Vẽ trong đầu. Sao chị khóc vậy? Chị khóc tại vì chị cười nhiều quá. Bắt đầu đọc đọc comment không kịp rồi đó. Bất mặt tôi bắt đầu vô tri đi rồi đó. Về đây em nuôi thịt lợn. Xin lỗi em, lời mời có vẻ rất hấp dẫn, nhưng mà chị có một cái gọi là sứ mệnh phải thực hiện trong vòng 2 năm. Tôi chưa nhận ra nói câu đó nghe giống đi nghĩa vụ quân sự. Tôi có một sứ mệnh là phải tiếp nối chị Đỗ Thị Hà,
để bảo toàn cái danh vị và giá trị của Hoa hậu Việt Nam. Cho nên dạ, cho hỏi là bây giờ là mấy giờ ạ? Chúng tầng 1 nhá, bây giờ chúng tầng 1 nhá. Vì sao phải rút tầng 1 ạ? Chúng tôi hẹn nhau ở tầng 12 cơ mà. Nhưng mà không có chiều, không có ấy thì sao sổ đấy được tầng, không lên được tầng á. Thang máy mà. Ủa thì lý do vì sao lại trễ 30 phút, trễ 20 phút ạ? Bởi vì lý do là lấy đồ cho thằng đây nè. Nếu bây giờ mà tôi từ chối cho bạn lên phòng tôi thì sao ạ? Đây, vừa đi lấy đồ cho cái thằng đây. Ví dụ bây giờ tôi từ chối cho lên phòng tôi thì sao ạ? Không, vẫn là một nha. Nhưng mà tôi đang live ạ. Thì fan của tôi sẽ nói chuyện với ai ạ? Không, live lấy thôi, tí lát live tiếp nha. Tôi không thích nhất quả, tôi thích live liên tiếp, ok, không thích live tiếp. Không, xuống tầng 1 nha, đi xuống tầng 1 đây. Nói xuống tầng 1 ngay bây giờ đó. Vì sao tôi phải xuống tầng 1 theo yêu cầu của bạn khi bạn đã trễ giờ ạ? Nhớ ngay chung ạ. Đi xuống tầng 1 nào. Xin lỗi, bạn đang ở đâu ạ? Đang ở tầng 13. Đang ở tầng 13 mà bảo người ta xuống tầng 1 là sao? Này. Khi nào mà đặt chân xuống tầng 1 tôi sẽ xuống. Cảm ơn. Đây, đang thang máy rồi này. Đây, đang bật cam này đấy. Ê, từ. Nếu tôi tính thì bạn có thể đứng chỗ thang máy đó, xong tôi bấm xuống thì bạn có thể xuống tầng tôi và đi vào phần tầng không của tôi. Không được đâu, vì thang máy này nhiều người lắm. Thang máy này bấm một phát là có liền à. Ừ ha, đợi xíu này. Thang máy này vừa mới gặp chị Minh Thư nè. Chị Minh Thư vừa mới đến đây nè. Ừ ha. Từ nha. Ok, cũng tầng 1 nha. Nha, xong cái hô gà hút miếng nước lại xuống này. Gió nha. Giữ máy đó. Đây nha. Nhớ nha, cũng tầng 1 nha. Ok, đợi xíu à, miếng khô gà hơi to. Lại còn khô với chả gà nữa, trời đất ơi. Cầm mấy em theo đi chị. Ok, tôi sẽ cầm 21 người xem đi theo. Chỉ để đón Linh Dẹo thôi. Linh Dẹo có nghe gì không? Từ. Xuống chưa đấy? Đang xuống. Từ nha. Nhớ lắm. Lắm chuyện. Từ nha. Cậu xem cái thẻ phòng ở đâu rồi. Ê lắm quá. Từ từ, mọi thứ phải từ từ. Đi xuống chưa? Đang xuống, mà sao vậy? Từ từ mới đôi dép. Ôi là xuống thật chưa? Đây. Đã xuống thật mà. Ờ đúng rồi ha, 4G chứ không là bị. Ờ mà trong khách sạn này đâu cần 4G đâu đúng không? Đâu rồi? Làm từ. Gì nó không xuống đâu. Từ từ mang dép mà. Mang dép gì mà lâu thế mà. Trời ơi, nó hối kìa, đã trễ rồi còn hối nữa là sao? Trời ơi. Mau rồi, đúng chưa? Bảo tầng 1 cứ lên nè. À, cắm cái cửa. Đang xuống đâu rồi. Từ từ. Khách sạn làm như là nó nhỏ lắm vậy đó. Hối quá, hối mà. Anh ấy người ta, ở tầng thấp hơn người ta. Mà lại cũng muộn hơn người ta. Cái gì vậy? Xin lỗi bạn, bây giờ tôi muộn, tôi cũng muộn có 5 phút là... Bạn tệ với tôi lắm mà biết không? Rồi đâu rồi? Đang chờ thang máy. Đấy, lại còn chờ thang máy. Tự nhiên cứ bị hối, tự nhiên cứ bị thao túng tâm lý vậy đó. Trời đất ơi.
Từ từ đang xuống nha. Từ từ đang xuống nha. Hey.